Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình đang có mặt tại cửa hàng xe cái máy Hoàng Mến. Vì hôm nay mình nghe tin được là ảnh về một số những chiếc xe Winner V1 với sẵn có luôn những chiếc Raider Sachia Sonic ở đây. Mình sẽ báo giá cho các bạn vào hôm nay. Thì địa chỉ cửa hàng là ở số 140 Lê Lợi, Châu Thành, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nha các bạn. Còn đây là số điện thoại của anh Mừng nè, 0918 730823. Mình sẽ lần lượt để những số điện thoại này cũng như địa chỉ trong phần mô tả nha. Bây giờ mình như thường lệ mình lại báo giá cho các bạn từ bên này qua bên kia. Cửa hàng ảnh thì có bán luôn những dòng xe đã qua sử dụng cũng như là những dòng xe mới luôn nha các bạn. Rất là nhiều ở trong này. Đó, mình quay sơ các bạn xem thôi. Đã có khách vào xem xe. Bây giờ mình sẽ chở ngược trở ra để mình cho các bạn xem xe và báo giá xe luôn nha. Trước tiên thì mình cũng xin nói luôn là cửa hàng ảnh có hỗ trợ trả góp luôn nha các bạn. Có hỗ trợ trả góp luôn nha. Đầu tiên là chiếc Sonic màu đỏ Racing này. Xe còn rất là mới, mới ken luôn đó các bạn. Giá sẽ là 52 triệu. Biển số 13768 đó các bạn. 52 triệu nha. Các bạn nghe tiếng máy nè. Êm ru nha các bạn. Mới chát luôn. Xe này là như mới nha các bạn. Như mới luôn nha. Đồng hồ, cái đồng hồ này các bạn nhìn nè, chỉ có mới có 0,1 km. Tức là xe này ít đi lắm các bạn. Như xe mới luôn. Rồi. Chiếc Sonic kế bên nữa là biển số đây 10441. Giá sẽ là 48 triệu nha. Đây là phiên bản màu đỏ nhưng mà cặp vành màu đen. Đây phía trước nha. Mình sẽ nổ máy một vài chiếc cho các bạn nghe thôi. Các bạn xem cái đĩa xe này nè. Đó. Sẵn phía trước mình cho các bạn xem luôn chiếc Sonic này. Cũng là màu trắng đỏ mâm đỏ Racing. Và đây là biển số. Giá là 50 triệu đó các bạn. Còn chiếc kế bên này sẽ là 48 triệu nè. Mâm đen. Bên này là màu trắng đỏ mâm đỏ Racing. Đồng hồ đi được là 6.335 cây số nha. Rồi, xong. Sonic 50 triệu. Rồi, kế bên là chiếc Sachia. Cũng là B4 luôn, 18433. Giá là 40 triệu. Sachia nha các bạn. Đồng hồ mới có 274 cây số đó các bạn. Tích xịt luôn. Để mình bấm tới xem đúng không. Đúng rồi. Có 274 cây số à. À rồi. Chút ra phía trước nha. Bây giờ mình quay phía sau luôn. Đây là một chiếc Sachia nữa. 42 triệu. 42 triệu nha. Màu đen. Màu đen nha các bạn. Để xem, nó là 7.161 cây số. Chút đi rồi mình ra trước cho các bạn xem lại ba chiếc này.
mai mốt là bao zin nha các bạn. Còn zin mới có giá này nha, 42 triệu nè. Kế bên nữa là một chiếc cũng Raider. À Raider nha. Màu xanh mờ. Biển số nữa các bạn, T100871 ha. Chiếc này thì nó là 46 triệu nha các bạn. Raider. Đồng hồ là 6.914 cây số. Bây giờ mình ra phía trước cho các bạn xem lại ba chiếc này. Đây ha. Đầu tiên là chiếc Sachia nè, màu đỏ bố đốm nè. Kế bên là Sachia màu đen. Bên này là chiếc Raider màu xanh mờ. Rồi, phía trước này sẵn mình cho các bạn xem luôn. Cái chiếc này là Sachia. Sachia màu đen. Mình đã đổ máy đó các bạn. Và biển số là 83B1T1 nha, 00871. À xin lỗi các bạn, bên này nha. Bên này, chiếc này nãy mình quay rồi, đây nè. À, giá sẽ là... mình không thấy anh ghi giá, thôi chút xíu rồi mình hỏi ảnh rồi mình báo giá sau. Sachia nha các bạn. Mình đổ máy nãy giờ rồi. Đồng hồ đi được là 5.814 cây số nè. Chút đi mình quay lại báo giá chiếc này sao. Sachia nha. Mình chắc ảnh lẽ ảnh quy ảnh quên ghi rồi. Bây giờ kế đến là những chiếc xe Winner. 1, 2, 3, 4 chiếc đang đậu phía trước nè. Đầu tiên sẽ là chiếc này, B4. Giá là 27 triệu 500 ngàn, 04971. Winner V1 nha các bạn. ngàn cây số. nha. Chút đi mình ra phía trước cho các bạn xem. Máy nhẹ hiều đó các bạn. Giá là 27 triệu rưỡi nha các bạn. Màu đỏ trắng. Cái màu đỏ này còn đẹp quá nè. Còn đẹp nha. Bây giờ kế bên nữa là chiếc Winner V1. Giá cũng sẽ là 27 triệu rưỡi luôn. Đây ha. 32556 nè. Bằng giá luôn, màu cam đen. Đồng hồ là 13.000 cây số. Từ 3.000 cái số nha các bạn. ₹27,5 triệu. Mình sẽ báo giá luôn 4 chiếc này. Rồi mình sẽ ra trước quay sau. Đây là chiếc xe phiên bản màu xanh mờ.
và đen mờ. Đây có lẽ là màu độ của hãng đó các bạn. Giá cũng là 27,5 triệu luôn. 85993 nè. Cabo cũng là sơn xanh luôn. Đi nguyên cái tông màu xanh đó các bạn. Cùm heo thì màu đỏ. Như vậy là nguyên bản xe này sẽ là phiên bản đặc biệt đó các bạn. Đồng hồ là 21.000 cây số. Cùm ghi đông nè. Tay côn độ nè. Bên này. Mão nè. Kiến nè. Lên đồ chơi khá nhiều đó. 21.000 cây số nha. Cho bạn nghe trại tiếng máy nè. Giá cũng là 27,5 triệu luôn. Rồi kế bên nữa là một chiếc Winner V1 nữa, cũng là 27,5 triệu. 32100. Cặp vành này là chắc đã được sơn lại. Có lẽ là chủ nhân thích màu bạc. À chiếc này thì không có bình. Không có bình nha. À rồi hiểu. Như vậy là nó bắt phải gắn cái này nè. Có gắn chống trộm đó các bạn. Các bạn chờ mình xíu nha. Lên rồi nè. Tức là mình phải gạt lên đây thì nó mới cho đồng hồ lên. Đồng hồ mới có 4.800 cây số đó các bạn. Đây 4.800 cây số nha. Đi rất là ít. Rất là mới nữa các bạn. Màu xanh và trắng. Các bạn nghe nè. Cái máy là rất là nhẹ luôn. Ở đây có gắn chống đổ. Cũng là 27,5 triệu. Như vậy là những chiếc xe này bằng giá nhau hết luôn. Mọi chi tiết để các bạn cứ gọi cho anh Mừng nha. 0918 730823. Riêng chiếc xe này thì mình thấy là có lên luôn cái cần số đạp sau đó các bạn. Bây giờ mình sẽ ra phía trước cho các bạn nghe nha. Xem lại lần lượt phía trước luôn. Cả 4 chiếc V1 nha. Đây. Giá bằng nhau hết. Đây, màu đỏ bóng nè. Cái màu đỏ này mình thích. Nó tươi tắn, đẹp. Màu đỏ bóng nha. Đây là màu cam. Bên này là màu xanh mờ. Đây là nước sơn độ rồi. Nè, lên mão nè. Lên kính, lên cùng tà côn, cùng thắng gì đó. Lên đầy đủ luôn. Chống đổ phía trước. Cái cụm heo phanh đó là màu đỏ. Đây là phiên bản đặc biệt. Còn đây là phiên bản màu xanh trắng. Máy móc là còn len keng xà beng luôn nha các bạn. Anh nói là mấy chiếc này là còn đẹp lắm luôn á. Đây mình sẽ quay kỹ hơn. Vì hôm rày thì có nhiều bạn tìm dòng V1 này. Hiện giờ còn một chiếc Winner VX nữa nha. Winner VX thì mình sẽ báo giá luôn. Đây ha. Đây là chiếc màu cam. Bên này là chiếc màu đỏ bóng. Trong 4 chiếc này mình thích nhất là chiếc màu đỏ này. Mình thích màu đỏ các bạn. Mình thấy ảnh để là bằng giá nhau hết 4 chiếc này. Tiếp tục đến với chiếc MX King. MX King này là MX King là thuộc dạng DX nha các bạn. Anh nói là còn rất đẹp luôn. Chiếc MX King này. Màu đen mờ. Cho bạn xem trước nha, rồi mình ra phía sau. Ồ, xe này lên đồ chơi nhiều quá ta. Lên ốc nè. Phía trước nè.
qua luôn chiếc màu vàng này luôn đi các bạn, cũng là mở kinh màu xám vàng. Bây giờ mình sẽ ra phía sau nha, mở đồng hồ một cái. Đây ha, chiếc này là anh nói là còn là thuộc dạng là đẹp luôn đó, khói lửa luôn á. Thì anh nói như vậy, mình nghe như vậy thôi. Mà thực sự thật là khi mà nhìn phía ngoài á, xe cũng còn đẹp đó các bạn, còn sạch đẹp ha. Mình thấy lên ốc hết rồi, mà biết ốc này ốc gì. Nè, lên trơn ha. Nó mệt kinh. Để xem. Đồng hồ là 7.000 cây số nè. 7.000 cây số. Giá sẽ là 35 triệu. 35 triệu nha các bạn. Các bạn nghe nè. Tiếng bồ á. Tiếng máy nè. Đó. Rồi, kế bên luôn. 5.312 cây số. Chiếc màu vàng này, màu xám và vàng này. Giá sẽ là 33 triệu. Hai chiếc máy như nhau. Rồi, bây giờ sẽ qua chiếc tiếp theo nữa là Exciter, biển số B2, chỉ có 27 triệu thôi, 92100, 27 triệu. Chiếc này thì đời nó thấp và chắc có lẽ là đi cũng nhiều, để mình xem. Odo, ồ, cái số này nó kỳ quá các bạn nhìn nè, bị chá nắng á. Nè, mất số mình nhìn không ra. Tuy nhiên á, cái máy êm ru rồi các bạn. Đó, 27 triệu máy êm ru luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ra thôi, sẵn đây quay luôn chiếc Winner X này nữa các bạn. Màu đen bạc vàng đồng. Biển số là B4. 32 triệu. Winner X nha. Để mở đồng hồ luôn. Đồng hồ là mới có 610. À không, cái này chip B. Đây, 10.000 cây số. Nhớ các bạn. Cái máy còn sạch sẽ lắm nha. Giá là 32 triệu đó các bạn. Để mình ra phía trước luôn cho các bạn xem nha. Màu đen bạc vàng đồng. Và cuối cùng là chiếc Exciter 135. Giá là 28.500.000. 83E1038 09. Xe này thì nói là máy móc zin,
chỉ gớt cái bên lốc nồi thôi. Mình đã nổ máy rồi đó các bạn. Để mình đạp lại nha. Rồi, 28.500.000. Như vậy là mình đã lần lượt báo giá những dòng xe công tay cũ ở đây, nguyên một dãy này cho các bạn. Có thời gian nữa mình lại tiếp tục đến đây báo giá nha. Còn một chiếc xe kia chưa có báo giá được, ảnh quên ghi giá rồi, để mình tìm ảnh thêm sao. Winner X nè, Exceptor mở kinh, mở kinh. Winner 4 chiếc luôn, Winner V1, Sakia, rồi Sonic. Phía trước nha. Còn một chiếc đó chắc có lẽ là các bạn alo cho ảnh luôn đi, hỏi giá cho nó dễ. Tại vì ảnh đi công chuyện rồi các bạn. Mình xin đọc lại địa chỉ cửa hàng là số 140 Lê Lợi, Châu Thành, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nha các bạn. Và số điện thoại của anh Mừng là 0918 730823 nha. Có gì các bạn cứ liên hệ với ảnh đi, mình thương lượng giá, rồi vấn đề trả góp gì đó cứ alo cho ảnh nó dễ hơn. Còn chiếc này thì mình không có báo giá được vì ảnh chưa có ghi nè. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ alo cho ảnh đi, chiếc này thì mình thấy nó còn rất đẹp. Bây giờ mình xin kết thúc đây luôn nha. Xin chào các bạn.